Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của trường doanh nhân HBR. Từ nhiều năm nay, Nike vẫn luôn là một tượng đài khi nhắc tới thời trang thể thao bởi mức độ uy tín cao và chất lượng sản phẩm tốt, rất đáng để học hỏi. Vậy ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng trường doanh nhân HBR tìm hiểu những chiến lược marketing giúp Nike luôn là thương hiệu trong tâm trí khách hàng. Nike không chỉ sở hữu 48% thị trường giày thể thao dành cho bộ môn điền kinh tại Mỹ, mà thị phần giày thể thao cho môn bóng rổ cũng leo lên con số 96%. Để có thể có được một chỗ đứng vững chắc trong mắt người tiêu dùng suốt nhiều thập kỷ qua, chắc chắn đằng sau đó là những chiến lược kinh doanh marketing rất đỉnh. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những chiến lược marketing nào nhé! Chiến lược marketing 1. Emotional Branding. Xây dựng thương hiệu cảm xúc. Đó là sử dụng nhu cầu, cảm hứng hay trạng thái cảm xúc của khách hàng để xây dựng một thương hiệu cụ thể. Emotional Branding đạt được hiệu quả tốt nhất khi khách hàng cảm thấy có sự gắn bó thân thiết với thương hiệu, có thể là cảm giác gắn kết, yêu thích hay mong muốn tiếp tục đồng hành trong tương lai. Nike sử dụng rất tốt kỹ thuật này khi các chiến dịch marketing của họ không tập trung vào việc quảng bá sản phẩm mà tập trung mang lại cho khách hàng tinh thần của thương hiệu. Đi theo mô típ câu chuyện những anh hùng chiến thắng kẻ thù hùng mạnh, nhưng Nike lại khiến cho mô típ này trở nên mới mẻ hơn khi tập trung vào kẻ thù ở chính bên trong mỗi người, chẳng hạn như sự lười biếng. Các quảng cáo của Nike đều truyền tải thông điệp hãy tiến về phía trước, hãy không ngừng cố gắng tới khách hàng. Chúng thường ca ngợi sự chăm chỉ và ăn mừng các chiến thắng vĩ đại, chiến thắng sự lười biếng của con người. Bởi vậy, Nike đã rất thành công khi quảng cáo của họ không chỉ tác động đến các vận động viên thể thao mà tất cả mọi người, bởi khát khao trở nên vĩ đại là một điều ai cũng muốn có. Chiến lược marketing 2. Sử dụng hình ảnh của người nổi tiếng. Đây là một chiến lược được rất nhiều thương hiệu lớn sử dụng. Bởi khách hàng luôn tin tưởng vào những sản phẩm mà ngôi sao họ hâm mộ đang sử dụng hay chính là những phát ngôn từ các ngôi sao về sản phẩm đó. Với chiến thuật này, Nike đã hợp tác với rất nhiều người nổi tiếng không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn có cả diễn viên hay YouTube influencer, những người có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng YouTube. Chiến lược marketing 3. Phân phối trên nhiều mạng xã hội khác nhau. Việc phối hợp nhuần nhuyễn giữa các mạng xã hội khác nhau không phải là một chiến lược đơn giản. Chúng ta cần phải nắm rõ cách thức hoạt động và hành vi sử dụng của khách hàng qua từng kênh, bởi chúng sẽ không bao giờ đồng nhất. Nike đã sử dụng rất nhiều các trang mạng xã hội để tương tác trực tiếp với người tiêu dùng, nhưng bên cạnh đó cũng không quên điều chỉnh các hoạt động sao cho phù hợp với từng kênh riêng biệt. Đầu tiên, đối với kênh Twitter, Nike đã tách riêng các tài khoản Twitter cho mỗi thương hiệu nhỏ của mình và với mỗi kênh, Nike tập trung vào việc phản hồi với các mention. Nike sẽ trả lời các câu hỏi về sản phẩm, thông tin hàng hóa và các đơn đặt hàng với từng cá nhân khách hàng. Khâu tư vấn và chăm sóc khách hàng nhờ vậy được thực hiện chỉn chu và chu đáo hơn rất nhiều. Thứ hai là mạng xã hội Instagram. Instagram của Nike là một trong những tài khoản nổi tiếng nhất với lượng theo dõi rất đáng kể lên đến 79,5 triệu người. Bằng việc sử dụng cả video và những tấm hình chụp nghệ thuật, Nike đã trưng bày những sản phẩm được ưa chuộng nhất trên tài khoản chính và tài khoản con của mình. Nike đặc biệt còn đăng tải những hình ảnh của người dùng sản phẩm với những cảnh quan tuyệt đẹp được chụp một cách tự nhiên nhất để khách hàng cảm thấy gần gũi hơn với thương hiệu. Vậy còn đối với mạng xã hội Facebook, Nike đã tách riêng các fanpage trên Facebook cho mỗi danh mục sản phẩm của mình. Các sản phẩm chuyên về thể thao thường xuyên cập nhật hình ảnh và video mỗi ngày về các vận động viên được công ty tài trợ cùng các sản phẩm của Nike. Cuối cùng là trên kênh YouTube. YouTube cũng là một kênh được Nike chú trọng và nâng cao về các video quảng cáo hay các series tạo độ tương tác giữa khách hàng và thương hiệu. Điển hình là series Marcus and Lily, series có nội dung tập trung xung quanh những câu chuyện thường ngày của hai chị em gái, đưa vào khéo léo các hình ảnh của những sản phẩm của Nike như giày, dụng cụ tập luyện và công nghệ Nike Plus. Series này đồng thời hướng người xem đến trang web Better For It, trang web cung cấp nhiều nội dung bổ ích dành cho những người quan tâm đến việc cải thiện hành trình tập luyện thể dục của họ. Series đã nhận được hơn 80 triệu lượt xem, dẫn đến lượt follow và download Nike Plus Run and Trainer Club tăng lên rất nhiều. Chiến lược marketing 4. Quảng cáo truyền cảm hứng.
Những quảng cáo của Nike luôn luôn được đầu tư kỹ càng với những thông điệp truyền cảm hứng vô cùng sâu sắc. Đặc biệt, Nike thường hợp tác với các ngôi sao thể thao đẳng cấp thế giới, mang đến cái nhìn ấn tượng về những kỹ năng ngoại hạng của họ. Trong lĩnh vực thời trang thể thao, có thể nói Nike là thương hiệu có những thước quảng cáo tuyệt vời nhất. Một trong những quảng cáo thành công nhất của Nike là Winner Stays On. Quảng cáo này mang tới những hình ảnh của các chàng trai ở độ tuổi thiếu niên bỗng chốc trở thành những Ronaldo, Neymar và các siêu sao bóng đá khác khi họ thi đấu trên sân bóng. Quảng cáo thật sự thành công hơn với 107,8 triệu lượt xem. Như vậy, có thể thấy việc phối hợp tất cả 4 chiến lược marketing nói trên một cách linh hoạt và sáng tạo đã giúp Nike giữ vững được vị trí của mình trong trái tim khách hàng suốt nhiều thập kỷ qua. Hãy cùng chờ đợi các chiến dịch sắp tới của Nike trong những năm tiếp theo để có thể phân tích và học hỏi những bước đi ngoạn mục của thương hiệu thời trang thể thao hàng đầu thế giới.